Tại một chiếc lều nhỏ sập xệ nằm nép mình bên lề đường, có một cô bé nghèo vẫn còn đang say giấc nồng. Học sinh bình thường. Búp bê, học sinh nghèo. Đi thôi. Búp bê và Sarah là đôi bạn thân. Tuy họ có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực học tập. Sarah, làm bài tập về nhà chưa? Mình làm rồi, con cậu làm bài chưa? Làm luôn rồi. Trời, đơn giản như đang giỡn đúng không? Dễ mà. Búp bê và Sarah đang đạp xe đến trường thì bất ngờ gặp tai nạn. Chiếc xe đạp của họ va vào một chiếc ô tô đắt tiền khiến cả hai ngã xuống đất. Hai con nhỏ kia, bọn mày không thấy đường hả? Suzy, học sinh giàu. Tụi mình xin lỗi, tụi mình không có cô ấy đâu. Tưởng xin lỗi là xong hả? Suzy, một cô gái kiêu ngạo với vẻ ngoài sang chảnh và bộ trang phục đắt tiền, không những không quan tâm tới búp bê và Sarah mà còn quát mắng họ. Bỗng nhiên, một chiếc trực thăng mạ vàng lấp lánh từ từ hạ xuống, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Từ trên trực thăng bước xuống là một tiểu thư con nhà giàu có, nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh và kiêu căng. Đó là Bobby, tiểu thư siêu giàu. Suzy với vẻ mặt hớn hở, nhanh chóng chạy tới chỗ của Bobby. Ủa, mặt cậu bị gì vậy? Tại hai cái đứa này mới vậy đó. Cái bọn rác rưởi này đâu ra vậy? Không những không xin lỗi, Bobby còn ra lệnh cho robot vệ sĩ của mình lấy chai nước hoa đắt tiền ra xịt vào người của búp bê và Sarah. Nè, cậu làm gì vậy? Nghèo như mày không cùng đẳng cấp với tụi tao đâu. Cậu quá đáng lắm luôn á. Mày liệu hồn đó. Đi thôi. Wow, đồ của cậu đẹp quá à. Chứ sao, đồ của tớ là độc quyền trên thế giới đó. Cái con nhỏ nhà đèn kia, mày im lặng coi. Nè, vừa vừa phải phải thôi nha. Tao thích nó vậy đó rồi sao? Rồi mày làm gì ta? Đừng có cậu hả? Đừng có hỉ giàu mà quá đáng nha. Quá đáng mà quá đáng sao? Cậu giàu rồi đi ăn hiếp người khác hay gì? Vừa vừa thôi chứ. Mày giàu rồi mày làm gì được tao? Mày ngồi mày vô đây. Bây giờ cậu muốn gây sự đúng không? Tao sẽ cho mày một bài học. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bài kiểm tra 15 phút. Hmm.
đi với mình với. Biết làm. Biết làm đâu. Các em, chúng ta bắt đầu làm bài nha. Hả? Baby, baby. Trong khi Sarah và Bobby cặm cụi làm bài, viết đáp án một cách nhanh chóng, thì Susie và Bobby lại hoàn toàn trái ngược. Họ nhìn bài kiểm tra với vẻ bất lực, cắn bút vò đầu bứt tóc vì không biết làm. Bỗng nhiên, Susie nảy ra ý đồ gian lận. Cô ta lén lút lấy điện thoại, mở camera và zoom cận vào bài kiểm tra của búp bê. Tuy nhiên, kế hoạch gian lận của Suzy nhanh chóng bị phát hiện. Thế là, mọi âm mưu gian lận của cô học trò giàu đã tan thành mây khói. Suzy nhận điểm F cho bài kiểm tra vì hành vi gian lận. Nụ cười đắc ý của Suzy cũng vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt méo máu thất vọng nhìn cô. Robot cũng bị cô Sophia phát hiện và tiêu diệt, lại tiếp tục một điểm ép cho hành vi gian lận. Cậu một bữa ăn thịnh soạn nha. Trái ngược với búp bê và Sarah, Suzy và Barbie lại có một bữa cơm thịnh soạn với gà rán thơm phức và tôm hùm hấp dẫn. Và Suzy đang bày trò để chơi xấu búp bê và Sarah, một tai nạn bất ngờ xảy ra. Trò chơi xấu họ đã đặt ra khiến cả hai người ấy rơi vào tình thế nguy hiểm. Intruder, Intruder. Tình huống trở nên hỗn loạn khi robot mất kiểm soát, quay sang tấn công Bobby và Suzy.
Hai cô bé kêu ngạo giờ đây hoảng sợ ôm nhau la hét và cầu cứu. Cô bé, mình phải giúp cái cậu ấy thôi. Bỏ qua sự thù hận, họ quyết định hợp sức lại để cứu Barbie và Suzy. Nè các cậu, cho tụi mình xin lỗi nha. Đúng rồi đó, các cậu cho tụi mình xin lỗi vì đã chọc phá các cậu nha. Tụi mình không có giận gì đâu mà. Hay là chúng mình làm bạn với nhau đi. Từ đó bốn cô gái trở nên vô cùng thân thiết. Con nhà nghèo. Búp bê là một cô bé nghèo và cô phải kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai. Trong một lần đem bới móc ở bãi rác, cô vô tình nhặt được một chiếc cassette cũ. Và khi âm thanh cất lên từ chiếc cassette, cô cảm thấy vô cùng hứng thú và ngay lập tức nhảy nhót theo điệu nhạc, cứ ngỡ như cô là một vũ công chuyên nghiệp vậy. Mọi người ơi, chú ý. Hãy tham gia cuộc thi bước nhảy sắc màu và giành chiến thắng để nhận được chiếc cúp đáng giá này nha. Wow. Và người chiến thắng chính là Búp Bê. Thôi được rồi.
Ai cũng có gì. Hẹn gặp ở cuộc thi nha. Barbie là những con nàng giàu có, họ chẳng thiếu thốn thứ gì cả, nên việc hóa trang đối với họ chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi. Cảm thấy ghen tị và họ liền nghĩ ra cách để phá đám búp bê. Bởi vì mày không xứng đáng với cuộc thi này. Chấp nhận thua cuộc đi. Joey, chương trình chuẩn bị bắt đầu. Được rồi, đi thôi. Ừ.
xin mời thí sinh tiếp theo, búp bê. Nghèo nghèo, cái con nhỏ nghèo nàn đó đâu. Nghèo gặp phải Susie và mẹ bầu Katie giàu ở chỗ khám thai, nhưng họ lại bị hai mẹ con nhà Katie và cô y tá khinh thường. Khi vào khu vực khám thai, hai bên được đối xử theo hướng giàu nghèo khác nhau. Vì có điều kiện nên Katie được nằm trên giường bệnh sang trọng có dán bảng VIP, còn được cô y tá massage cho nữa kìa. Bác sĩ ơi, khám cho mẹ con nữa. Trái với sự chỉnh chu mà bệnh viện phục vụ cho mẹ Katie, giường bệnh của mẹ Emma chỉ được chuẩn bị sơ sài và chắp vá, màn hình siêu âm lại còn bị nhiễm điện nữa. Hai đứa hả? Chỉ được nhiêu đó thôi. Đói rồi. Dạ. Búp bê, mẹ đói bụng quá. Mình đi ăn đi. Hai gia đình không những chọn cùng một bệnh viện để khám thai mà bây giờ còn ăn cùng một nhà hàng nữa. Đương nhiên họ vẫn bị phân biệt đối xử.
Chỉ với một cái búng tay nhẹ, phục vụ đã bày ra một bàn tiệc vô cùng đẹp mắt và ngon miệng trước hai mẹ con Susie và Katie. Nếu như phục vụ chuẩn bị hamburger, gà rán, bò bít tết và trái cây sang trọng cho mẹ Katie thì bàn ăn của mẹ em ai chỉ có bánh mì và salad mà thôi. Rõ ràng là chưa ăn được bao nhiêu mà hai mẹ bầu đã xảy ra mâu thuẫn. Mẹ ơi, bình tĩnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, cái đồ nghèo hèn này, mình chết cho tôi lại đấy. Để sự hả? Cái đồ nghèo. Mẹ ơi, bình tĩnh lại đi mẹ. Đừng lại đó. Nghèo mà mày đặt làm éo nè. Rồi, đừng có đánh lộn nữa mà. Mẹ. Mẹ. Nữa hả? Hai mẹ con giằng co được một hồi thì mẹ Katie bị đau đẻ. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Suy nghĩ gì nhiều, mẹ Emma đã cùng hai đứa bé nhanh chóng được cái đi đến bệnh viện. Cùng thì hai người đã mẹ tròn con vuông. Em con nè. Em á. Cảm ơn chị. Bỏ qua cho tôi nha. Không có gì đâu. Em bé không có sao là tốt rồi. Nhận giải thưởng hấp dẫn ơi. Nhanh tay đăng ký đi nào. Đăng ký đi nào. Giải thưởng có hạn. Nào nào, đến đây. Wow. Chú ơi, bán cho con 2 giấy đi chú. Ok. Wow. Hả? Yeah, ok. Bán cho tôi 2 giá. Ok bé cưng. Kể của quý khách đây. Wow. Ê, nghe mà bị đặt.
và Henry, con nhà giàu. Búp bê Mike, con nhà nghèo. Mike và búp bê háo hức đến đăng ký tham gia The Squid Game thì bị Henry và Suzy giàu có khinh thường. Chú ơi, bán cho con hai vé đi chú. Cú quý khách đây. Mà vô, đăng ký ngay. Bây giờ thì cả bốn bạn nhỏ đã sẵn sàng và hào hứng tham gia cuộc chơi rồi. Búp bê Squid Game cũng đã xuất hiện. Khi trò chơi bắt đầu, Mai và búp bê đã dùng những cách riêng của mình để tiến về phía trước. Và dĩ nhiên là Suzy và Henry không thể nào để búp bê và Mai qua mặt mình như vậy. Một chiếc rương xuất hiện mang theo những bảo bối cho Henry và Suzy. Nhận được bảo bối, Suzy và Henry đắc ý tiến về phía trước. Sau đó thì tìm cách chơi xấu búp bê và Mai. Lính đỏ, bắt nó. Muốn hại người nhưng lại thành ra lại hại mình. Và thế là Henry chính là người đầu tiên bị loại khỏi cuộc chơi. Mai giờ sao này? Suy nghĩ một hồi, Mai và búp bê quyết định tháo bánh xe từ tấm ván, sau đó thì gắn vào giày của mình để di chuyển nhanh hơn. Suzy cũng ngay lập tức gọi cứu trợ. Alo. Bé bảo bối tới đây lẹ lên. Hả? Ok. Rất nhanh, Flash thân kích trước mặt và đưa đôi giày vàng có cánh cho Suzy. Muốn thắng ta là dễ hả? Suzy đắc thắng chạy vù vù vòng quanh búp bê và Mai, nhưng chỉ được vài vòng thì tim đã tắt ngụm. Đến lúc này thì cả Mai và Suzy đều đã bị loại. Búp bê, cố lên. Búp bê ơi, chỉ
còn đúng 10 giây để kịp về đích thôi. Búp bê liệu có vượt qua thử thách này hay không đây? Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, búp bê đã trở thành người thắng cuộc. Chúc mừng cô bé đã chiến thắng. Nhưng mà tụi mình đã khinh thường các cậu, còn phá hai cậu nữa. Đúng rồi đó. Đâu sao đâu, tụi mình là bạn mà. Đây là sổ thông. Susie, học sinh giàu. Cậu đẹp quá à, cho mình chụp hình chung với cậu nha. Còn đây là búp bê học sinh nghèo. Susie giàu có nên luôn được bạn bè vây quanh xô nịnh và tán thưởng. Còn búp bê nghèo khó nên luôn bị bạn bè coi thường và cười cợt. Đúng là đồ nghèo. Các em trật tự. Tối nay chúng ta sẽ có bữa tiệc hóa trang Barbie World. Hẹn gặp lại các em tối nay nha. Bye bye. Khi nào, mọi lúc, mọi nơi, Susie và đám bạn luôn khinh thường dè biểu búp bê nhà nghèo. Khi nghe búp bê muốn trở thành Barbie Girl, đám bạn của Susie đã không ngần ngại cười cợt và ăn hiếp búp bê. Đã cái nơi rồi đó. Dù bị khinh thường nhưng búp bê nghèo vẫn quyết tâm không chịu từ bỏ. Còn Susie thể hiện sự giàu có của mình đã mời các chuyên gia trang điểm để chuẩn bị cho buổi tiệc. Không có nhiều điều kiện nên đã dùng những cách sáng tạo riêng của mình để hóa trang thành Barbie. Quá trời hợp luôn. Tìm thấy nó rồi. Tôi chọn cái này. Ok, đã hết. Hey.
Trong khi Suzy có người lo tất tần tật tất cả mọi thứ thì búp bê tự lo cho mình. Nhưng mà nhìn chung thì cũng khá là ổn đúng không nào? Xuất hiện xinh đẹp khiến cho Suzy tức giận tìm cách để phá hoại. Các em trật tự nào. Chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc Barbie World. Búp bê không bỏ cuộc, quyết tâm sửa lại trang phục để trông nổi bật hơn. Phải sửa nó lại. Như đôi mắt thẩm mỹ và óc sáng tạo của mình, búp bê đã thiết kế ra một bộ trang phục vô cùng ấn tượng. Của chúng ta đêm nay sẽ là Sarah, ông chủ ơi, bán cho tôi cái bút nào 10 đô đi nha.
là khách mở hàng đầu tiên nhưng lại mua một cái bút khá là rẻ, khiến cho ông chủ không mấy hài lòng. Wow. Gia đình giàu, Emma và búp bê. Vừa nhìn thấy hai mẹ con giàu có sang chảnh Emma và búp bê, người bán hàng liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Wow. Lấy hết cho tôi. Ok ok, có liền có liền. Hai mẹ con búp bê giàu có đi vào mua hết đồ đạc và tỏ ra khinh thường mẹ con của Sarah. Cảm ơn, tạm biệt các khách nha. Hẹn gặp lại. Về tụi con. Mẹ liền đến trước cổng trường để chờ con của mình. Và hình ảnh này đã lọt vào tầm ngắm của tên tiến sĩ và lính đỏ, người đang muốn bắt hai người mẹ để làm thí nghiệm. Thả tôi ra, thả tôi ra. Làm cái gì vậy? Thả tôi ra. Âm mưu của tên tiến sĩ này chính là bắt cóc Emma và Ruby, biến con người trở thành quái vật Husky. Ông làm cái gì vậy? Bên này nè chị ơi. Vậy là tên tiến sĩ và tên lính đỏ đã thành công bắt cóc được cả hai người mẹ. Bạn nhỏ biết rằng mẹ của mình đã gặp chuyện nên đã hoảng loạn tích cực đi tìm. Lo lắng, suy nghĩ đủ mọi cách để tìm mẹ. Hey.
cuối cùng ta cũng sắp chế tạo thành công thất kỳ rồi. Bắt cái gì mà bắt nhốt tôi lại vậy? Lần theo tiếng kêu cứu của Emma, hai bạn nhỏ đã tìm ra sào huyệt của tên tiến sĩ và lính đỏ. Giờ đây, hai bạn đã lên kế hoạch để giải cứu cho hai người mẹ. Muốn vào được bên trong, đầu tiên phải hạ gục được tên lính đỏ này trước cái đã. Oh, wow. Wow. Nhanh gọn lẹ, không hề có một động tác thừa. Ba cái đồ yêu này. Cái tao cần là biến mẹ của chúng bay thành thất kỳ kìa. Hai bạn nhỏ dũng cảm lao vào cứu mẹ, nhưng lại bị tên tiến sĩ này ngăn lại. Sự dũng cảm của mình, Búp Bê và Sara đã hạ gục được tên tiến sĩ, giải cứu được những người mẹ. Ruby, cho tôi xin lỗi vì đối xử không tốt với hai mẹ con nha. Đâu gì đâu, không ai bị thương là tốt rồi. Bánh đây, bánh đây. Mọi người ơi, mua bánh đi ạ. Mẹ. Hả? Lẹ lên, con nóng quá à. Rồi, con ráng chút xíu nha. Trời, thì nóng muốn xỉu luôn à. Con không có biết đâu, không chịu đâu. Rồi rồi, giờ mẹ con mình đi chỗ khác nha. Lẹ đi. Không có được rồi Búp Bê ơi. Cái váy này mắc lắm. Mẹ, con năn nỉ mà. Mẹ đã nói là không được rồi mà. Con ghét mẹ. Sao lúc nào mẹ cũng nghèo quá vậy? Búp Bê, Búp Bê. Gia cảnh của nhà Búp Bê nghèo khó, nhưng Búp Bê lại đòi hỏi Emma mua cho mình một chiếc váy đắt tiền. Vì Emma không thể nào mua được, cho nên Búp Bê đã giận dỗi và bỏ đi. Emma tìm thấy vải vụn trước cửa tiệm quần áo nên đã quyết định dùng nó để may váy cho Búp Bê. Mình sẽ may cho Búp Bê một chiếc váy thật đẹp. Ừ.
một đêm qua. Cuối cùng, mẹ Emma cũng hoàn thành xong chiếc váy để tặng cho búp bê vào sáng hôm sau. Búp bê, con dậy rồi hả? Dạ. Mẹ có quà cho con nè. Quà? Là cái váy hả mẹ? Đúng rồi, chiếc váy. Chết con lắm nè. Ai mà thèm cái váy gớm ghét như vậy chứ. Mẹ mà không cho tiền con mua váy hả? Con phá nát cái nhà này cho mẹ coi. Hả? Búp bê, con làm cái gì vậy? Trái ngược với những suy nghĩ của mẹ Emma, nhìn thấy chiếc váy, búp bê không những chán ghét mà còn lấy hết tất cả tiền tiết kiệm của Emma. Búp bê, dừng lại, con không được lấy số tiền đó. Không. Búp bê, con trả tiền cho mẹ. Búp bê! Búp bê đã lấy số tiền tiết kiệm tiêu xài một cách phung phí, mua sắm những món quần áo đắt tiền. Wow, đẹp dữ. Con bé bị sao chỗ nào? Ủa sao xỉu ngang vậy nè? Cứu nó kìa. Con ơi, con cấp cứu. Mẹ ơi, con ơi. Bác sĩ, con của tôi sao rồi bác sĩ? Rất tiếc cô bé sẽ không nhìn thấy nữa. Bác sĩ vừa nói gì vậy? Không phải đâu, không phải là thật đâu mà. Búp bê, búp bê, không phải đâu. Búp bê bình tĩnh đi con, bình tĩnh đi con. Không phải đâu, tất cả là giả dối. Không thể nào thật được. Con không có bị mù đâu. Búp bê, bác sĩ ơi, có cách nào giúp con tôi không bác sĩ? Hay là bác sĩ lấy mắt của tôi đi. Nghĩ bác sĩ mà làm ơn giúp con gái tôi đi bác sĩ. Tôi cảm ơn bác sĩ, tôi cảm ơn bác sĩ. Không có phải, không có phải đâu mà. Khi được nghe tin rằng đôi mắt của mình sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa, búp bê đã tuyệt vọng như thế nào. Lúc này, mặc kệ những sai lầm của búp bê, Emma vẫn quyết định hy sinh đôi mắt của mình cho con gái. Là mẹ con tặng mắt cho con đó. Là mẹ con hả? Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi. Mẹ. Sao? Chỉ cần con khỏe mạnh là mẹ vui rồi. Mẹ ơi, tôi xin lỗi mẹ và tất cả. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Được rồi, con gái ngoan của mẹ. Vâng, tiệc kỷ niệm ngày
ngày cưới của Emma và Jim xin được phép bắt đầu. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của mẹ Emma và bố Jim. Cả gia đình búp bê đều vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng người đàn ông trốn ở bên ngoài này là ai thế nhỉ? Tại sao hắn lại tức giận? À, thì ra hắn là người yêu cũ của mẹ Emma. Emma, em mãi thuộc về anh. Còn thiếu cái gì ta? Thiếu cái này nè. Tên Lucas này, bởi vì vẫn còn thầm thương trộm nhớ mẹ Emma, nên hắn đã tìm mọi cách để phá hỏng tiệc kỷ niệm của mẹ Emma và bố Jim. Kế hoạch đầu tiên của hắn là giả làm đầu bếp nhà hàng, tra trộn vào trong bữa tiệc để bỏ thuốc độc vào đồ ăn của khách. Thức ăn trông rất hấp dẫn, thế nhưng đã bị tên Lucas đầu độc mất rồi. Thật nguy hiểm quá đi. Wow, đoán tới rồi. Nhìn ngon quá. Giờ cả nhà mình xuống mời khách nha. Dạ đấy, cả nhà đi thôi. Dạ con chào cô chú. Chúc cô chú ngon miệng nha. Thôi xong rồi. Thức ăn đã bị tên Lucas đầu độc. Và hậu quả là tất cả những vị khách trong bữa tiệc đều bị đau bụng. Ôi là trời, thật là ghê quá đi. Trời ơi, buổi tiệc này thật là kinh khủng. Xin chào em yêu. Lợi dụng tình hình buổi tiệc đang vô cùng rối loạn, tên Lucas đã bí mật bắt cóc mẹ Emma. Nhưng mà thật may, hành động độc ác của hắn đã bị Mike phát hiện. Mẹ bị bắt cóc rồi. Hả chị? Tên kia, con lại. Đâu rồi? Ba ơi, mẹ kia. Ba ơi, mình theo mau thôi. Lucas, em sẽ phải làm vợ của ta. Anh đừng có mơ, thả tôi ra. Anh thả tôi ra, thả ra. Ai, xe của hắn kìa. Có ai không? Cứu tôi! Cứu tôi! Tôi sẽ không bao giờ cưới anh đâu. Thả tôi ra. Bố Jim cùng với hai bạn nhỏ đã tìm thấy mẹ Emma bị nhốt trong một căn nhà hoang. Cả ba đều đang bối rối không biết phải làm thế nào để cứu mẹ Emma. Thì bỗng Mike liền nghĩ ra một cách điệu hổ ly sơn. Bố Jim đã dùng chiếc súng ná cao su của Mike bắn vỡ kính xe của tên Lucas để dụ hắn đi ra khỏi căn nhà hoang. Trong lúc tên Lucas đang bối rối tìm kẻ gây chuyện ở bên ngoài, thì ở bên trong căn nhà hoang, cả gia đình búp bê đã đoàn tụ. Mất bẫy rồi.
đuổi bay trốn đi đâu. Tụi con trốn đi. Em qua đây. Thả ra, thả tôi ra. Mày thả ra. Mày thích giành không? Tự trốn lại đi. Nhanh. Sao mày dám? Hai người hạnh phúc. Tình cảm giữa Emma và Dream đã làm cảm động Lucas, khiến hắn hồi tâm chuyển ý, thật lòng chúc phúc cho cặp đôi Dream và Emma. Trước tới giờ vẫn luôn thích Jack, một cậu bạn học cùng lớp. Ý, hôm nay là sinh nhật của mình rồi. Hôm nay là sinh nhật của búp bê con rồi, cho nên cô bé muốn được trải qua một buổi tiệc sinh nhật thật là vui vẻ bên cậu bạn Jack này. Là sinh nhật của búp bê nè, tụi mình tổ chức tiệc cho búp bê nha. Trong khi đó, Sarah và Jack lại lên một kế hoạch bất ngờ cho búp bê. Tụi mình làm vậy đi. Thế nhưng khi búp bê thấy Jack và Sarah đi chung với nhau vui vẻ, thì cô bé vô cùng tức giận và quyết định đi theo hai bạn. Sarah, bạn có sao không? Không sao, không sao, mình không sao. Hai bạn nhỏ Sarah và Jack đã đi vào một cửa hàng thời trang để mua quà sinh nhật tặng búp bê. Thế nhưng búp bê lại không biết điều đó. Cô bé nghĩ rằng hai bạn đã đi chơi riêng với nhau, thế nên đã vô cùng tức giận. Búp bê đã nghĩ ra một cách, cải trang thành một bà lão tóc bạc phơ, cầm cây gậy lững khững đi vào, chỉ để theo dõi hai người bạn của mình. Váy này hợp với búp bê không? Cái váy này đẹp đó. Hả?
đôi giày đi. Ok. Cái này cũng hợp với bạn lắm á. Sarah đang thử giày cho búp bê thì cô bé vô tình trượt chân. Thật may là đã có Trác giữ lại. Sarah, bạn có sao không? Không, mình không sao. Thế nhưng khi chứng kiến cảnh đó thì búp bê lại nghĩ, ôi không, hai người bạn của mình sắp cưới nhau mất rồi. Dừng lại. Jack, bạn phải cưới mình chứ. Sao bạn dám phá đám cưới của mình? Bạn đi đi. Không, Jack, bạn là của mình mà. Đi thôi. Đang vô cùng đau khổ, thẫn thờ suy nghĩ cho số phận tình yêu của mình, thì bỗng cô bé phát hiện ra hình như có điều gì đó muốn dẫn cô bé đi thì phải. Tại sao lại có nhiều mũi tên ở đây thế nhỉ? Hay là mình đi theo thử xem sao? Quà của bạn nè. Vậy là mình hiểu lầm mấy bạn rồi. Ủa, hiểu lầm gì? Không có gì đâu, ảo giác. Ờ, vậy thôi. Chúng mình cũng ăn bánh sinh nhật thôi. Ở trong lớp, búp bê luôn là tâm điểm chú ý cũng như thu hút mọi ánh nhìn của bạn bè nhờ vào những tài lẻ của mình. Và sự chú ý ấy đã dừng lại khi trong lớp xuất hiện một bạn mới. Hôm nay lớp mình có bạn mới nè, các em làm quen với Skibidi nha. Bạn, mình là CBD. Mình có cái lạc cho các bạn coi nè. Mình chỉ làm một lần thôi nha. Trời ơi, cái cút chớp sợ là hay thiệt. Ủa alo, mấy bạn nhìn mình nè. Ha ha ha!
một ai thèm chơi với búp bê nữa hết. Mọi sự chú ý đã dành hết cho Skibidi. Điều này đã khiến cho búp bê tức tối trong lòng và đương nhiên tìm cách để phá hoại. Mọi người công nhận nhưng lại không thành công, khiến cho búp bê càng bị cười chê. Và Skibidi lại càng được mọi người yêu quý. Wow! Quá Skibidi ơi! Chưa chịu dừng lại sau thất bại, búp bê vẫn nung nấu ý định hại Skibidi một lần nữa. Nè, bạn có sao không? Mình không sao đâu. Bây giờ hả? Mình phải đi trước đây. Bye bye mấy bạn nha. Vô cùng đơn giản, chỉ cần nhắm bắn vào cần gạt trên đầu của Skibidi, điều đó sẽ làm cho đầu của Skibidi quay mông mông. Nghĩ tới thôi là búp bê đã khoái chí ra trò, bắt đầu đưa tay hành động. Nhưng mũi tên đã bị lệch hướng và trúng vào quái vật nhện đang bò ở gần đó. Hắn ta tức giận vô cùng, ngay lập tức tìm ra kẻ đã hại mình. Con nhóc này giận tím rồi. Búp bê! Ngay giây phút quái vật nhện định tấn công búp bê, một luồng nước xịt mạnh bắn cục bò bay ngược trở lại vào mặt của quái vật nhện. Skibidi, búp bê, bạn tránh qua một bên đi. Bị Skibidi phá đám, quái vật nhện tức giận phóng tay dài quật ngã Skibidi té lăn trên mặt đất, sau đó liên tục bắn tơ về phía của Skibidi. Skibidi gồng sức đứng dậy, bắn tia laser về phía của quái vật nhện, làm cho hắn biến mất mãi mãi. Ah, 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 ah.
Hả? Scabby, bạn có sao không? Mình không sao đâu. Hả? Bị thương rồi nè. Cho mình xin lỗi Scabby nha. Có gì đâu, mình là bạn mà. Vậy bây giờ mình đi ăn bên chili nha. Mẹ Emma đang rất vui vẻ xem TV thì bỗng có ai đó bấm chuông cửa nhà. Hả? Ai vậy ta? Hả? Dạ em giao hàng. Giao hàng hả? Sao mà nhiều vậy? Dạ đây, em gửi chị cái hóa đơn nha. Sao nhiều vậy? Dạ, con cảm ơn mẹ nha, của con á. Búp bê. Chị ơi, thanh toán cho em chị ơi. Nha. Búp bê mua rất nhiều hàng, tiêu xài phung phí, đã khiến mẹ Emma vô cùng tức giận. Búp bê. Tại sao con lại tiêu tiền hoang phí như vậy? Tiền dễ kiếm mà mẹ. Búp bê. Mình phải dạy cho búp bê một bài học mới được. Dạ chào anh. Một buổi sáng tuyệt vời ông mặt trời. Được thôi, tuyệt vời. Mẹ Emma đã lên một kế hoạch để dạy cho búp bê một bài học phải tiết kiệm tiền. Cùng theo chân mẹ Emma và búp bê để xem cô bé có học được bài học của mình không nhé. Được. Anh ơi, thả cho em đi mà. Anh ơi. Nhà em nghèo, con em đông, làm sao mà em trả nổi đây anh ơi. Anh ơi, anh thả cho em đi mà. Đừng giết nhà em mà. Anh ơi, anh thả cho em đi mà. Chuyện gì vậy? Búp bê ơi, nhà mình phá sản rồi. Giờ có trả tiền cho tao không? Không trả thì nhà này là nhà của tao. Đừng mà. Này, mở cửa đi, trả lại nhà đây. Không chịu đâu, mở cửa ra. Nắng quá. Mẹ ơi, con muốn về nhà, con không muốn ở đây đâu. Thôi được rồi, con muốn về nhà đúng không? Vậy thì mẹ con mình phải đi kiếm tiền để chuộc lại nhà. Hả? Kiếm tiền hả? Để mẹ nghĩ cách. Búp bê, mẹ có cách rồi. Đi theo mẹ. Làm đi, lát nữa tôi quay lại kiểm tra. Dạ. Công việc đầu tiên mà mẹ Emma nghĩ ra để búp bê trải nghiệm đó chính là làm lao công quét rác. Tại sao?
Các người bị sa thải. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi. Có bao nhiêu chuyện đó mà cũng không làm được nữa. Các người đi đi. Mà ơi, bây giờ sao? Con không chịu đâu. À, búp bê, đợi mẹ một xíu nha. Búp bê. Chúng ta đi đánh giày thôi. Dạ. Công việc kiếm tiền tiếp theo của búp bê đó chính là nghe đánh giày. Để xem cô bé có làm ăn được gì không nào. Ồ, thằng tài đến. Cháu ai? Hả? Cháu ai đánh giày không? Được thôi. Trả giày lại đây. Ê nhóc. Dạ. Đánh giày hả? Dạ đúng rồi. Đánh giày chú đi. Dạ được luôn. Tôi xin lỗi nha, tôi đền tiền cho anh. Hả? Ủa mẹ. Ồ, tha cho ngươi đó. Búp bê, không sao đâu con. Mẹ ơi, con sợ lắm. Không sao đâu nè. Mẹ ơi, kiếm tiền khó vậy luôn á hả? Cho nên con không có được tiêu xài phung phí nghe không? Nhưng mà mẹ đã chuộc lại nhà rồi. Thiệt hả mẹ? Mình về nhà thôi. Dạ. Mẹ ơi, con hứa từ nay về sau sẽ không tiêu xài phung phí đâu. Ngoan. Hay là mình đem nó đi sửa đi. Chết rồi.
nhặt được một chiếc TV cũ, liền mang về nhà để lau chùi và sửa lại. Nhưng không ngờ rằng chiếc TV cũ đó chính là TV Man. Chào các bạn. Chào bạn. Mà bạn là ai vậy? Mình là TV Man. Hay là tụi mình đi chơi đi. Ok. Búp bê và Mai vô cùng ấn tượng và hào hứng về những biệt tài mà TV Man sở hữu được. Mặc dù chưa quen nhau được bao lâu, nhưng cả ba đã thân thiết với nhau như quen từ kiếp trước vậy. Nhưng sự vui vẻ của ba bạn nhỏ đã lọt vào tầm ngắm của hai tên xấu xa Eric và Dante. Bọn chúng đã lên kế hoạch bắt cóc TV Man đem bán. Ok. Tụi mình đi tìm TV Man thôi. TV Man ơi, cậu đâu rồi? TV Man ơi, hàng hot giá rẻ đây, mua đây mua đây. Hàng hot giá siêu hấp dẫn đây. Búp bê và Mai phát hiện TV Man bị bắt cóc, vội tìm cách để giải cứu. TV Man đây, mời mua, ghé mua đi. Quá rồi. Tôi muốn mua thử đó. Ông nấu cắn thì đừng lo lắng, ông anh thấy mà. Tên Eric và Dante đang hả hê tận hưởng mùi tiền thì ba bạn nhỏ đã nhanh chóng rời đi. Như là bọn chúng đã phát hiện ra được điều gì đó sẽ sai rồi. Đó là cậu tiền giả đó trời ơi. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại đó. Oh, yes.
thoát được tao. Tụi tối công chuyện rồi. Lúc này, tên Eric và Dante tức giận ra tay với lũ trẻ. TV Man đã dũng cảm xông lên phía trước bảo vệ cho hai bạn. Tên xấu xa Eric và Dante bỏ chạy cũng là lúc TV Man kiệt sức ngã quỵ xuống đất. TV Man, TV Man, bạn có sao không? Đừng làm anh sợ mà. Cảm ơn chị đã làm bạn với mình. TV Man, TV Man, tỉnh dậy đi. Đừng mà. TV Man ơi, đừng làm anh sợ. Đừng dậy mà. Đi. Đây là chân dung cậu học sinh nghèo Mike. Còn đây là Henry, học sinh giàu. Cảm ơn cái thùng rác di động của cậu nha. Tới giờ kiểm tra. Vì Mai là học sinh nghèo nên thường bị Henry và Susie, học sinh giàu, khinh thường và trêu ghẹo. Vào giờ kiểm tra toán, trong khi Mike cố gắng làm bài thì Henry lại sai vệ sĩ gian lận làm bài thi hộ cho mình. Nghe sếp ơi. Alo, giải toán cho tôi lẹ lên. Ok sếp. Khoan lẹ sếp ơi, 1B. Hai A. Bốn B. Câu cuối cùng là D. Sau khi hoàn thành xong bài kiểm tra của mình, Henry lại tìm cách phá bài kiểm tra của Mike. Henry, cậu làm cái gì vậy? Xin lỗi nha, mình lỡ tay á. Hết giờ rồi, nộp bài cho cô. Ha 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 ha!
trưa, Harry và Susie lại chiếm chỗ ăn của Mike. Đối với những học sinh giàu, chỉ với một cái búng tay nhẹ thôi là một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Trong khi đó, Mai chui vào một góc nhỏ, tận hưởng bữa trưa đạm bạc của mình một cách vui vẻ. Thế nhưng lại bị Harry và Susie ném đồ ăn thừa sang phía của mình. Tuy vậy, hai bạn vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn liên tục ném đồ ăn thừa về phía của Mai. Nhưng lần này lại vô tình ném trúng chiếc tivi cũ trong canteen. Chiếc tivi biến thành quái vật TV Man. Hắn ta vô cùng tức giận, tìm kẻ đã ném đồ ăn về phía của hắn. Ê, dừng 2 giây. Harry vẫn không tỏ ra lo sợ, đắc thắng dùng tiền để mua chuộc TV Man. Nhưng lúc này TV Man tức giận bắt giữ cả Harry và Susie. Mai ở bên trong đã chứng kiến tất cả sự việc, tìm cách để giải cứu cho hai bạn. À, sao giờ trời? Phối hợp vô cùng ăn ý và nhịp nhàng để đánh bại TV Man, biến hắn trở thành một chiếc TV cũ như bình thường. Mike, mình xin lỗi vì đã khinh bỉ cậu. Cảm ơn cậu vì đã cứu tụi mình nha. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Hai tên kia, đứng lại! Đứng lại! Đây là hai tên trộm Eric và Hera. Với những tuyệt chiêu lừa đảo của mình, hai tên trộm này đã thực hiện thành công rất nhiều phi vụ trộm cướp. Và đây là một ví dụ điển hình. Bọn chúng sẽ tìm mọi cách để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Ôi, đói bụng quá vậy. Nhắc mới nhớ.
Ê, ê, hả? Bên kia kìa. Vừa thực hiện xong một vụ trộm cướp và qua mặt được viên cảnh sát, bây giờ chúng lại lên kế hoạch cho một tội ác khác. Cướp! Bên kia! Trời ơi, tôi xin lỗi mà, tha cho tôi đi! Trả nè, ai mà thèm. Con ơi, con có sao không? Dạ con không sao, túi của con nè. Cô cảm ơn con nha. Nhà con ở đâu? Để cô đưa con về. Dạ con không có nhà. Hay là con có muốn về nhà cô ở không? Dạ. Vậy mình về nha. Đây là Hera, từ nay sẽ là em gái nuôi của con. Mẹ ơi, con không chấp nhận người em gái này đâu. Mike, con không được nói như vậy. Mike. Mẹ ơi, anh không thích con. Từ từ mẹ nói với anh nha. Không sao đâu. Hera đã đóng giả làm trẻ mồ côi, trà trộn vào gia đình Emma nhằm cướp đi tài sản của họ. Eric. Đi thôi. Dọn thôi. Cổng trường. Mẹ ơi, con trai. Em trai ơi, mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, hãy ra trời. Mẹ ơi, chạy đi. Ôi, bên kia chạy lại. Hai đứa, có chuyện gì vậy? Mẹ, mẹ ơi! Mẹ, anh Ma không cho con ngủ! Rồi vậy? Mày không được ở đây, đi ra ngoài! Mẹ ơi, anh Ma ăn hiếp con! Ngoan, ngoan, mẹ thương, không sao nha! Mike, tại sao con lại làm như vậy? Mẹ, con không có được như vậy, không có được như vậy nghe chưa? Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, anh Mike có ăn hiếp con hoài vậy đó? Ui, mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương, không sao nha. Có mẹ đây rồi, Hera. Mẹ đi chợ, còn ở nhà ngoan nha. Dạ. Ừ.
Hả? Gì vậy? Kệ đi. Mẹ ơi, có trộm! Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ đi rồi. Mike, có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, nhà mình có trộm. Trộm kìa mẹ. Ăn trộm! Sơn Dương! Mẹ ơi, cố lên! Đừng để hắn thoát nha mẹ. Nha, Eric cố lên. Thắng vụ này là tụi mình giàu luôn. Tiêu diệt cô ta đi. Tiêu diệt. Mẹ xin lỗi vì đã không tin tưởng con. Dạ không sao đâu, chúng ta là một gia đình mà. Giỏi quá à. Hai bạn, có chung. Mình cảm ơn cậu nhiều nha. Đâu gì đâu. Sara, mình đi ăn bánh tráng cậu đi. Superman, nhà cậu ở đâu vậy? À, nhà của mình ngay sát bên nè. Mấy bạn có muốn qua chơi một xíu không? Đi hen. Sara, dừng lại 2 giây. Chính là nhà của mình. Wow, nhà bạn đúng đã luôn á. Để mình biểu diễn cho các bạn coi nha. Yes. Sara và Mike là đôi bạn thân của nhau. Hôm nay vô tình được Superman giúp đỡ, lại còn được Superman mời về nhà và trình diễn nhiều tiết mục vô cùng thú vị, làm cho Sara thích thú và ấn tượng, càng lúc càng thân thiết hơn với Superman. Superman, bạn đỉnh quá à. Chưa có hết đâu, còn món này nữa. Mấy bạn ăn thử đi.
Mai và Sarah vốn dĩ là một đôi bạn thân, nhưng nhìn thấy Superman và Sarah ngày càng thân thiết nên tỏ ra khó chịu và tìm cách để phá đám. Superman ơi, cho mình một phần đấy. Có liền, có liền. Nhưng mọi khó khăn đối với Superman chỉ là chuyện nhỏ. Không hại được Superman mà tức tối câu có và vung vang bỏ về. Đúng rồi. Cứ nhìn thấy Sarah và Superman thân thiết với nhau càng làm cho Mai khó chịu, tiếp tục nghĩ cách để chơi xấu. Hành động, nhưng mà cục đá lại bị lệch hướng, văng trúng vào một tổ ong đang treo lủng lẳng trên cây. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Mai, Superman đã dùng khả năng của mình cứu Mai thoát khỏi sự tấn công của đàn ông. Hả? Superman! Có sao không Mai? Mình không sao. Superman, cậu có sao không? Hả? Chuyện nhỏ, mình là Superman mà. Mình xin lỗi vì đã phá cậu. Mai mốt mình không có làm vậy nữa đâu. Ê, đâu sao đâu, mình là bạn mà. Hả? Sarah là một đôi bạn thân, tình bạn này vẫn đẹp cho tới khi cô giáo thông báo có một người bạn mới xuất hiện.
chào các em. Hôm nay lớp mình sẽ có một bạn mới. Ủa, bạn mới chưa có tới hả cô? Marina, ra chào mấy bạn đi em. Hả? Thì ra, người bạn mới mà cô giáo nhắc tới là người cá, tên là Marina, vô cùng xinh đẹp. Vừa xuất hiện thì đã làm cho Sarah vô cùng thích thú. Chào các bạn. Ủa? Chỉ là người cá thôi mà, có gì đâu đặc biệt. Nhưng mà bắt gặp sự mê mẩn của Sarah dành cho người cá, điều này đã khiến cho búp bê có chút ghen tức. Hay, bây giờ em về chỗ ngồi đi ha. Dạ. Marina, cậu ngồi đây với mình nè. Ok. Xin chào. Bạn hỏi giỏi óc hay quá à. Cảm ơn bạn nha. Dám cướp xà đạp của mình hả? Marina, sao mà cậu đỉnh quá vậy? Đẹp trang nở mũi luôn á. Nhìn thấy Marina và Sarah nhanh chóng trở nên thân thiết, búp bê đã nghĩ ra trò để phá hoại. Với một kế hoạch hoàn hảo như vậy, chắc chắn là Sarah sẽ từ bỏ Marina, quay trở lại chơi với búp bê cho mình coi. Marina ơi, cậu thổi gió hay quá, cậu thổi lại được không? À, được. Đâu. Định bụng là phá hoại tình bạn giữa Marina và Sarah, nhưng búp bê đã vô tình làm cho họ càng thân thiết hơn nữa. Sarah, coi mình nha. Ok. Vẫn luôn lén lút theo dõi Marina và Sarah tìm cơ hội để chơi xấu. Yeah.
Marina đã không ngần ngại, nhanh chóng nhảy xuống hồ để cứu búp bê. Cậu đã cứu mình nha. Đâu có gì đâu, mình là bạn mà. Thiệt không? Không mất. Đau nha. Vừa lắm mà. Chào mừng các em đến với cuộc thi tài năng nhí. Đây là búp bê học sinh nghèo. Còn đây, Sushi, học sinh giàu. Cô mời thí sinh đầu tiên, John. Hả? Dạ cô. Thí sinh đầu tiên có vẻ không mấy thuận lợi trong phần biểu diễn của mình là mấy. Mời thí sinh tiếp theo, Suzy. I still need you. Những động tác chuyên nghiệp, Suzy đã nhận được đánh giá cao từ cô giáo. Yay! Xuất sắc lắm Suzy ơi! Yay! Chúc mừng Suzy! Thí sinh tiếp theo, cô mời búp bê. Dạ. Từ trước tới giờ, Suzy luôn khinh thường búp bê nghèo nên luôn tỏ ra ganh ghét. Và dĩ nhiên, nghèo thì không thể nào chiến thắng được mình rồi. Bye bye cô. Hả?
Suzy dành cho búp bê chưa bao giờ là vơi cả. Sự kênh kiệu của Suzy vẫn giữ nguyên như thế. Và Suzy đều luyện tập chăm chỉ cho buổi thi chung kết sắp tới. Vì nhà không có đủ điều kiện, búp bê chỉ có thể tạo ra cho mình một bộ trang phục bằng những vật dụng có sẵn. Tuy nhiên, bộ trang phục lại vô cùng ấn tượng. Khác xa so với búp bê, Suzy có hẳn riêng một nhà thiết kế chuẩn bị trang phục thật đẹp đi thi cho mình. Thì Suzy lại phá búp bê như vậy. Suzy, nè, cậu làm cái gì vậy? Mình xin lỗi rồi mà. Thua keo này thì mình bay keo khác. Búp bê đã nảy ra một sáng kiến mới cho phần thi của mình. À, nó đâu? Biểu diễn khá là thành công và nhận được số điểm khá cao từ cô giáo. Hay lắm Suzy, cô cho em 90 điểm. Đúng là không tự lượng sức mình. Trời ơi Suzy ơi, sao đỉnh quá vậy? Ngủ ngủ coi nó là màu này nha. Tuy Suzy đã có một màn biểu diễn khá là thành công, tuy nhiên người đẳng cấp thực sự tối hôm nay chính là búp bê. Chỉ từ nốt gõ đầu tiên, búp bê đã chiếm được cảm tình từ đông đảo khán giả rồi.
Và Marina là một đôi bạn thân của nhau. Mỗi khi búp bê muốn gọi Marina lên bờ chơi cùng mình, chỉ việc thổi vào vỏ sò ấy, Marina ở dưới đại dương nghe được sẽ ngay lập tức lên bờ chơi cùng búp bê. Dừng lại, Marina, con không được phép chơi với loài người. Dạ. Không được mẹ cho phép lên bờ. Marina cảm thấy buồn bã và ngay lập tức nghĩ ra cách đánh lừa mẹ. Con xin lỗi, con lỡ tay. Marina nhân lúc mẹ không để ý đã lén mẹ chạy thật nhanh lên bờ để gặp búp bê. Cậu thổi vỏ sò cho mình nghe nha. Mê, chú ơi kéo dài. Mùi đĩa, mùi đĩa. Trong khi nhặt các hạt ngọc trai lên, Fiona lại không nhìn thấy Marina đâu cả. Nhìn qua quả cầu pha lê, thấy Marina đang chơi cùng búp bê ở bãi biển thì tức giận. Fiona đã tạo ra cổng không gian đến bờ biển để bắt Marina về. Mẹ, con không được chơi với nó. Về nhà ngay cho mẹ. Cô ơi, cho con chơi với Marina. Không được. Cô. Đi. Lúc này búp bê nhanh trí nhảy vào cổng không gian, xin phép Fiona cho mình được chơi cùng Marina. Mẹ làm ơn đi mà. Không là không. Búp bê sao cậu ở đây? Cô ơi, cô để quên cái cây nè. Đó, mẹ thấy chưa, búp bê là một người tốt mà. Thôi được rồi, búp bê, nếu con muốn tiếp tục chơi với Marina, con phải vượt qua những thử thách của cô. Dạ. Fiona cuối cùng cũng đồng ý cho búp bê chơi cùng Marina nếu như búp bê có thể vượt qua những thử thách của bà ấy. Trong ba chiếc hộp này có một chiếc hộp chứa Marina. Con tìm được Marina coi như còn thắng. Dạ. Thử thách đầu tiên mà búp bê phải vượt qua đó là phải tìm đúng Marina trong ba chiếc hộp. Marina có khi nào lại nhả cái đống nước dơ bẩn như vậy đâu chứ. Không có phải Marina rồi. Marina chứ còn ai vô đây nữa. Hộp thứ hai thì là một con cá xanh da trơn. Con cá há miệng và múc lấy múc để tay của búp bê. Mà trời, lại còn ngã đầy chiếc nhọn ra tay của búp bê nữa chứ. Chỉ
còn một chiếc hộp cuối cùng. Và chiếc kẹp vỏ sò trên tóc của Marina đã giúp cho búp bê tìm ra được người bạn của mình. Con đã có câu trả lời chưa? Dạ, con chọn thuộc màu xanh dương. Dạ. Chưa xong đâu bé ơi. Fiona tuy rất hài lòng nhưng vẫn muốn thử thách búp bê thêm một lần nữa. Cô vẫn còn một thử thách khác dành cho con. Nào, con hãy chỉ ra đâu là Marina trong ba chiếc hộp này nhé. Dạ. Tình bạn chân thật của mình, búp bê lại xuất sắc vượt qua được thử thách của Fiona. Coi, con chọn đúng không cô? Đúng vậy, giỏi lắm con gái. Búp bê ơi, bạn đỉnh thật đó. Vì con đã tìm được Marina nên ta sẽ giữ lời hứa cho hai con tiếp tục chơi với nhau. Đứng lại! Hai người kia, đứng lại! Đứng lại mau! Tom và Eric sống bằng nghề trộm cướp, nhưng có vẻ hôm nay không may mắn cho bọn chúng cho lắm vì đã bị cảnh sát truy đuổi. Đang trong lúc hụt hẫng, bỗng hai tên chợt phát hiện ra một đối tượng mới. Đó chính là mẹ con của nhà Emma. Con trai, trưa nay muốn ăn gì nè? Dạ, con muốn ăn gà rán mẹ. Nhìn thấy Emma giàu có, Eric và Tom đã lập ra một kế hoạch tiếp cận Emma. Rồi, chiều con trai cưng của mẹ luôn. Có đĩa bay kìa. Có. Gì đâu ta? Mike! Yeah! Mike! Tên kia, đứng lại! Thả con tôi ra! Ok. Lan, cứ sao hỏi là đi bắt cóc. Thích thì nhất, sao hả? Mai, có sao không con? Dạ con không sao mẹ. Tôi sợ rồi, tay cho tôi.
Ây da, cậu có sao không? Mình không sao. Cảm ơn cậu nhiều nha. Nhà con ở đâu? Cô đưa con về. Dạ con không có nhà, cũng không có ba mẹ luôn. Con có muốn về nhà cô ở làm con nuôi cô không? Thiệt hả cô? Ừ. Đi thôi. Bước đầu tiếp cận gia đình Emma của bọn chúng đã thành công. Tam ơi, kể từ bây giờ chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc. Trùng khớp ý với mẹ. Ngay tối hôm đó, đợi mọi người đi ngủ hết, Tom đã lẻn đến phòng của Emma, chờ cơ hội ra tay hành động. Ai vậy? Tom, là con hả? Mà sao giờ con ở đây? Ở ngoài trời sấm chớp nhiều quá, con sợ ngủ một mình. Lại đây với mẹ. Dạ. Ngủ ngon nha con trai. Lâu lắm rồi mới có người đối xử tốt với mình như vậy. Sao lại có người tốt như vậy chứ? Đây. Rồi, ăn đi tụi con. Anh Tom, ăn đi. Ngon lắm á. Chạy lên, nóng quá, nóng quá. Lẹ lên. Ngon lắm đúng không? Mẹ với Mai đi chợ, Tom ở nhà coi nhà nha. Dạ, bye bye mẹ. Bye bye Mai. Bye bye. Bye bye. Nhìn bóng mẹ Emma và Mai rời đi, trong lòng Tom có chút áy náy về những điều mà mình sắp làm. Yes, Lily. Làm tốt quá Tom. Vô lẹ nè. Đi nè. Ù là trời, cái dạo nó ập tới bất ngờ quá, không có quen luôn. Hả? Tom, đi gom đồ lẹ lên. Dạ. Sắp vào rồi. Sao rồi? Dội đi. Ngay giây phút Eric và Tom định rời đi, cũng là lúc hai mẹ con nhà Emma kịp trở về bắt bọn chúng tại trận. Hả? Đứng lại. Tom, thì ra con là trộm hả? Trả đồ lại cho tôi. Bớt giỡn lại đi bà. Mày dám cản tao hả? Nhìn thấy Eric tấn công Emma, Tom đã hồi tâm chuyển ý, dùng hết sức để cản Eric lại. Sao họ là phản bội tao? Oh.
Đến cuối cùng cả nhà vẫn an toàn và tên Eric cũng đã bị cảnh sát giải đi. Con xin lỗi, con không xứng đáng để nhận được tình cảm của hai người. Khoan đã, mẹ tha thứ cho con đó, nhưng nhớ là mai mốt không có được làm vậy nữa nghe chưa. Còn bây giờ cứ tiếp tục ở lại đây làm con nuôi của mẹ. Dạ.